rẻ mà giá thi công hoàn thiện lại cao đến như thế. Trong video ngày hôm nay thì Hạ sẽ lên chi tiết cho các anh chị em nhà mình cái lý do tại sao thi công hoàn thiện giá nó lại cao hơn rất là nhiều so với giá vật tư như vậy. Và anh chị em nhà mình xem hết video cũng sẽ nắm được cái 5 cơ cấu chi phí để tạo lên cái giá thi công hoàn thiện là như thế nào. Sau khi các anh chị em mình xem xong video này thì chắc hẳn rằng nếu như mình có thể mua về tự thi công hoàn thiện thì mình cũng sẽ nắm được cái phân khúc hàng, phân khúc vật tư là thứ nhất. Thứ hai, nếu như mình thuê hay là mình làm việc với đội thầu thợ thì mình cũng biết cách để mình đàm phán những cái khoảng giá, những cái vật tư để cho công trình của nhà mình trở nên đẹp hơn và trở nên hoàn hảo hơn. Và xin chào anh chị em và các bạn, mình là Lê Hạ, người đồng sáng lập ra Haroma, một đơn vị chuyên cung cấp các dòng vật liệu ốp trần, tường, sàn cho nội và ngoại thất. Anh chị em nhà mình thấy video hữu ích cùng tương tác với Hạ bằng cách ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật vật liệu mới, vật liệu xu hướng với Haroma nha. Và bây giờ quay trở lại về việc là giá vật tư tại sao nó rẻ mà giá thi công hoàn thiện lại cao đến như thế, thì trước tiên anh chị em nhà mình hãy cùng với Hạ tham khảo trước phân khúc hàng hóa vật tư như thế nào. Và hiện nay trên thị trường với tấm nhựa nano như thế này thì sẽ có 3 phân khúc. Và phân khúc đầu tiên đó chính là phân khúc giá rẻ mọi người nhé. Với phân khúc giá rẻ thì thông thường cái độ dày thịt của chúng sẽ không được cao. Và với phân khúc giá rẻ, tùy theo số lượng các anh chị em nhà mình mua có thể dưới 100.000 một chút cho đến 120.000 một mét vuông. Còn đây là cái phân khúc tầm trung mọi người nha. Từ cái phân khúc tầm trung thì thông thường hạt nhựa của nó sẽ là hạt nhựa nguyên sinh, nên trong quá trình anh chị em nhà mình sử dụng thì nó sẽ an toàn sức khỏe là thứ nhất. Thứ hai nữa là cốt nhựa của nó sẽ trắng, nhựa được làm từ nhựa nguyên sinh. Với cái cốt nhựa trắng, nhựa nguyên sinh từ ở hàng phân khúc tầm trung này thì giá nó sẽ dao động tầm khoảng 150.000 cho một mét vuông. Còn ngoài ra thì nó sẽ còn một cái phân khúc cao cấp hơn nữa. Với cái phân khúc cao cấp hơn nữa thì anh chị em nhà mình ơi, nó sẽ khác với cái phân khúc tầm trung ở độ dày thịt. Độ dày thịt của cái hàng phân khúc cao cấp thì nó sẽ nhỉnh hơn so với hàng tầm trung này một chút, và khả năng chịu lực của nó sẽ là tuyệt vời hơn. Tuy nhiên thì giá thành của nó thông thường gấp đôi, gấp 3 lần so với phân khúc tầm trung, thì nó dao động tầm khoảng 280.000 cho một mét vuông. Với cái phân khúc cao cấp như vậy, thông thường anh chị em phải có điều kiện, những cái nơi thi công mình yêu cầu về cái khả năng chịu lực của nó thật tuyệt vời thì mình mới dùng cái hàng đó. Còn đại đa số người dân mình có thể sử dụng được thì đó chính là phân khúc tầm trung này. Phân khúc tầm trung nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thương hiệu là thứ nhất. Thứ hai nữa là tính thẩm mỹ của nó đạt được gần như là hàng cao cấp, và nó chỉ kém một chút về độ dày thịt thôi mọi người ạ. Đó, còn bề mặt phim hay là tính thẩm mỹ của nó thì gần như là như nhau. Đó là về 3 phân khúc vật liệu mà các anh chị em nhà mình có thể nắm được. Và với 3 cái phân khúc đó thì anh chị em nhà mình cũng có thể tham khảo để đưa ra những cái lựa chọn vật tư phù hợp cho ngôi nhà của mình. Và nó có rất là nhiều mẫu mã cũng như là khoảng giá khác nhau. Vì thế là Hạ đã để toàn bộ cái file báo giá tất cả các mặt hàng sản phẩm tấm ốp nhựa này để cho các anh chị em nhà mình lựa chọn. Mình để ở trong phần mô tả, nên anh chị em nhà mình vào đó để điền email, tải cái file báo giá cập nhật toàn bộ cũng như là xem chi tiết tất cả các mặt hàng nha. Để báo được chi tiết từng loại, từng chủng loại thì nó hơi mất thời gian. Vì thế anh chị em mình hãy xem thông tin ở trong đó giúp Hạ. Còn bây giờ thì đi cùng tìm hiểu với Hạ xem lý do tại sao thi công hoàn thiện nó lại cao hơn rất nhiều lần so với tiền vật tư như thế. Giá vật tư thì cảm thấy có hơn 100.000 thôi, rất là rẻ rồi. Nhưng mà tại sao ở giá thi công hoàn thiện thông thường cứ tầm từ 380.000 đến 450.000, tùy theo từng mặt bằng mà khác nhau. Vậy thì nó sẽ bao gồm là 5 cơ cấu chi phí như sau. Chi phí đầu tiên các anh chị em nhà mình vừa được lược qua với Hạ và được nắm sơ qua về khoảng giá, đó chính là vật tư chính mọi người ạ. Vật tư chính nó sẽ thuộc vào 3 phân khúc như lúc đầu ở trong video Hạ vừa chia sẻ. Và cái cơ cấu chi phí số 2 đó chính là hệ khung xương. Hệ khung xương mình sử dụng ở đây nó sẽ là khung xương sắt hộp hoặc là khung xương thịt cao. Với một số anh chị em nhà mình làm tường, ốp cho tường, tường của chúng ta là cốt nền tường chắc chắn, tường phẳng chắc chắn rồi, thì chúng ta có thể không cần đi thêm hệ khung xương mà có thể ốp trực tiếp tấm nhựa Haroma Nano như thế này. Bởi vì nó được thiết kế dạng hèm khóa âm dương, và khi thi công thì mình sẽ sử dụng những con ke nấc vào hèm âm, sau đó khoan bắt vít giữ chặt vào tường. Cốt nền chắc chắn và cốt nền phẳng thì không cần đi hệ khung xương. Cốt nền yếu thì mình cần đi hệ khung xương để đảm bảo cho công trình trở nên chắc chắn hơn. Và khi thi công hệ khung xương và không có hệ khung xương là giá chênh nhau một khoảng khá là lớn anh chị em nhà mình nhé. Nên cái phần này anh chị em cũng cần phải lưu ý. Và thông thường giá vật tư cho hệ khung xương thì nó là khoảng hơn 100.000 cho một mét vuông nữa. Cái cơ cấu chi phí số 3, cái điều này nó rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như thẩm mỹ của anh chị em nhà mình rất là nhiều, đó chính là chi phí nhân công. Nhân công thì cũng có rất là nhiều các phân khúc về nhân công khác nhau mọi người ạ. Ví dụ như thế này, nếu như tay nghề thợ của các anh em là tay nghề cao và những anh em đã là thợ làm lâu năm rồi thì giá nhân công của họ thông thường nó sẽ rơi vào tầm khoảng 500.000. Và nếu như mà những là thợ tay ngang hay là thợ mới vào nghề thì giá nhân công của họ cũng chỉ khoảng đâu đấy 300.000 trên một ngày thôi. Và với hai cái
tay nghề như thế này thì chắc chắn rằng công trình của anh chị em nhà mình cái tính thẩm mỹ là hoàn toàn khác nhau mọi người nhé. Đó, vì vậy là nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tổng giá thành chung khi mà nhận thi công hoàn thiện rồi, có đúng không nào ạ? Vâng, số 4 đó chính là giá vật tư phụ. Giá vật tư phụ của chúng ta ở đây sẽ có là các cái phụ kiện thảo chỉ keo ke. Khi các anh chị em nhà mình nhận làm hoàn thiện ấy thì nó sẽ bao gồm là mình sẽ làm trước việc trước với các nhà thầu rằng nó đã có vật tư phụ, đã có phào chỉ hay chưa. Đây này, nó sẽ có các cái cây phào như thế này này, tùy theo các cái vị trí khác nhau mà các cây phào chúng ta sử dụng là cũng là khác nhau. Và nhà nhỏ thì mình cũng sẽ đi những cây phào nhỏ, còn nhà lớn thì mình sẽ đi những cây phào lớn như thế này. Đó, và cái giá vật tư này, nếu có một số bên thì họ đã được cộng vào giá trọn gói, nhưng mà có nhà để trang trí nhiều, nhà để trang trí ít, nên thông thường giá phụ kiện phào chỉ như thế này chúng ta sẽ được tính riêng, tách riêng mọi người nha. Ngoài cái vật tư phụ này thì chúng ta sẽ còn có các vật tư tiêu hao như là keo và ke. Các anh em mà làm rất là cẩn thận ấy thì thông thường một tấm của chúng ta nhựa nano dài 3 mét như thế này thì anh em sẽ đi tầm từ 4, 5 hoặc 6 cái ke rất là chắc chắn. Và tùy theo là cái số lượng như thế nào thì anh em nhà mình cái lượng hao của vật tư nó cũng sẽ dao động tầm khoảng từ 5 đến 10% đấy là với những công trình lớn. Còn nếu như mà nhà của chúng ta có diện tích nhỏ tầm vài chục mét vuông thì thông thường cái lượng hao của vật tư bao giờ cũng sẽ lớn hơn. Nó sẽ dao động tầm từ 10 đến 15%. Bởi vì nếu như nhà của chúng ta mà nhiều ô nhiều cửa ấy thì cái lượng hao của vật tư của chúng ta rất là lớn. Một tấm khổ kích thước là 3 mét nhưng nhà của chúng ta chỉ có 2,8 m thôi. Anh chị em hình dung mà xem, cắt bỏ thừa đi 20 phân chưa tính các vật tư khác nữa. Thì đó, nên là nhà càng nhỏ thì lượng hao của vật tư thông thường sẽ càng lớn. Và cái số 5 đó chính là những cái chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển này sẽ được tính từ kho hàng đến tận chân công trình. Và mỗi một cái khu vực khác nhau là cái chi phí vận chuyển này nó cũng sẽ có sự thay đổi. Tổng hợp lại tất cả các cái chi phí thi công hoàn thiện như vậy, anh chị em nhà mình cùng thử tính với Hạ xem nhé. Nếu như anh chị em nhà mình dùng cái phân khúc tầm trung đi thì giá vật tư nó từ khoảng 150.000 cho một mét vuông này, cộng thêm hệ khung xương mình cứ gọi là 120.000 nữa này, cộng thêm với cả công thợ nữa này, cộng thêm với cả hao vật tư từ 5 đến 10% và cái số 5 đó chính là vận chuyển nữa. Vận chuyển ở các cái khu vực khác nhau nữa thì tổng hợp tất cả các cái chi phí lại như vậy thì thành ra là cái giá thành của chúng ta, anh chị em mình lúc này đã giải đáp được cái lý do tại sao rằng là giá thi công hoàn thiện này cao đến mức như vậy chưa ạ. Và với những cái thông tin mà Hạ vừa chia sẻ thì Hạ tin chắc rằng đã rất là làm thỏa mãn cái câu trả lời cũng như câu hỏi mà các anh chị em nhà chủ nhà đang băn khoăn tại sao giá vật tư tấm nhựa nano ốp trần tường rẻ như thế mà giá thi công hoàn thiện lại cao như vậy, đúng không ạ? Và khi mà xem hết video này, anh chị em thì mình cũng đã biết cách để mình làm việc với các đội thợ, đội thầu để cho công trình của chúng ta trở nên bền và đẹp hơn. Và trong các video tiếp theo thì Hạ sẽ còn liên tục chia sẻ với anh chị em nhà mình những thông tin về dòng vật liệu mới, những cái kiến thức kinh doanh trong ngành xây dựng nội thất này. Vì vậy để không bỏ lỡ những video đó, anh chị em nhà mình nhớ ấn một nút đăng ký kênh, ấn một nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haruma nhé. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà mình ở trong những video tiếp theo. Xin chào.